Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng kính Thánh Teresa Giêsu, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Thánh nữ chúng ta quen gọi là Thánh Teresa Avila hay gọi là Thánh Teresa Mẹ. Ngài được đặt làm bề trên của dòng kín Cát Minh, và cuộc đời của Ngài có thể gọi là nơi mà những chị em trong đan viện hay là nơi các đan viện nhìn vào là một tấm gương không tốt. Một thực tại phũ phàng là Ngài lại là được Thiên Chúa qua sự soi sáng của Thánh Thần đã cải tổ, có công cải tổ dòng Cát Minh, các đan viện trở nên như những gì chúng ta thấy ngày hôm nay. Tuy rằng cuộc đời của Ngài với những quyết định rất khó khăn cho các chị em nơi các đan viện, nhưng qua đó với sự hỗ trợ và nâng đỡ của Thánh Gioan Thánh Giá, Ngài đã có công để giúp cho tất cả đời sống đan viện trở nên hữu hiệu hơn trong đời sống cầu nguyện ấy. Và chính vì những điều này mà Ngài được mệnh danh là tiến sĩ hội thánh. Xin cho chúng ta ngày hôm nay khi mừng kính thánh nhân, chúng ta biết siêng năng hơn trong đời sống chiêm niệm, để qua đó chúng ta kiến múc được ân sủng của Thiên Chúa, cũng như lắng nghe được lời Ngài nói với chúng ta trong cuộc sống hiện tại này, để qua đó tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta thực hiện đều theo thánh ý Thiên Chúa, để cho danh Ngài được rạng rỡ vinh quang. Hiệp dâng trong thánh lễ sáng hôm nay, xin cộng đoàn cũng hiệp ý với những ý nguyện cầu cho linh hồn Phêrô Nguyễn Nhật Nghĩa, Anna Nguyễn Kim Nhung, Maria Nguyễn Thị Phương Thảo, Maria Teresa Trần Thị Thanh, một người xin ơn bình an và xin ơn như ý, một người xin tạ ơn và xin được chữa lành. Cầu cho các linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ, các linh hồn thân nhân và ân nhân và các linh hồn. Để cho tất cả những ý nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa xứng đáng được Ngài chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối, xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến để cứu chuộc những người tội lỗi, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa hàng ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban ơn Thánh Thần soi sáng Thánh Teresa Giêsu để người vạch ra cho hội thánh một con đường dẫn tới đỉnh cao toàn thiện. Xin cho chúng con được hấp thụ giáo huấn của người và luôn khát khao sống cuộc đời lành thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người là đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Phải tôi đây, Phaolô, tôi nói cho anh em biết, anh em mà chịu phép cắt bì thì Đức Kitô sẽ không có ích gì cho anh em. Một lần nữa, tôi xin khẳng định với bất cứ ai chịu phép cắt bì là người ấy buộc phải giữ trọn vẹn lề luật. Anh em mà tìm sự công chính trong lề luật,
là anh em đoàn tuyệt với Đức Kitô và mất hết ân sủng. Còn chúng tôi thì nhờ thần khí và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy vọng. Quả thật, trong Đức Kitô Giêsu, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa. Lạy Chúa, xin cho con hưởng tình thương Chúa. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa và ơn cứu độ theo lời hứa của Ngài. Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý, vì quyết định của Ngài con vẫn cậy trông. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa. Luật pháp Ngài con nguyện hằng tuân giữ tới muôn thuở muôn đời. Con thành thơi tiến bước vì huân lệnh của Ngài, con mãi miết dõi theo. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa. Con vui thu với mệnh lệnh của Ngài và hết lòng yêu mến mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận thánh chỉ Ngài, con sẽ gầm suy. Lạy Chúa, xin cho con được tình thương Chúa. Alleluia, Alleluia. Lời Thiên Chúa là sống động và hữu hiệu, lời cho phép trang tâm huyệt cũng như tư tưởng của lòng người. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu đang nói thì có một ông Pharisêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pharisêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: Này nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Teresa Avila. Chúng ta quen gọi Thánh Teresa mẹ bởi vì Ngài được đặt làm gọi là viện phụ của đan viện. Trong đan viện thì gọi là, đối với nam đó thì quen gọi là viện phụ, nhưng mà ở bên nhánh nữ gọi là các đan viện nữ thì gọi là viện mẫu, nhưng mà tự chung vẫn là người đứng đầu để coi sóc cái cộng đoàn đan viện ấy. Và chúng ta lưu ý một chút, nó khác với các cộng đoàn tu trì chúng ta quen gọi là cộng đoàn hở, lý do bởi vì đi ra ngoài được. Nhưng đối với các đan viện là sống kín trong bốn bức tường nơi đan viện ấy. Và đối với các đan sĩ, cả nam lẫn nữ, có thêm một lời khấn, đó là khấn vĩnh cư, là ở đó cho suốt đời. Ngày hôm nay, khi chúng ta nhìn lại đời sống gương mẫu của Thánh Teresa Avila,
chúng ta thấy được như đầu lễ con thưa, trong con mắt của các chị em, thánh nữ không phải là người tốt, bởi vì có những quyết định hay có những gọi là hướng dẫn nó đi ngược lại rất nhiều với những thói quen của các đan viện thời bấy giờ. Tuy nhiên những thói quen ấy lại không hữu hiệu hay giúp ích nhiều cho các đan sĩ ở trong đan viện. Và với ơn của Chúa cùng với Thánh Gioan Thánh Giá như đầu lễ con thưa, Thánh nữ Teresa Avila đã có công để cải tổ lại cái nếp sống nơi các đan viện này. Ngày 1 tháng 10 vừa rồi, chúng ta mừng kính Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, cũng là một trong những đan sĩ ở dòng Cát Minh, dòng Clara. Và nơi đó, được nơi Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu lúc bấy giờ là đã cách đan viện đã được cải tổ lại rồi dưới thời của Thánh nữ Teresa mẹ ngày hôm nay chúng ta mừng kính. Nhưng thời điểm của Ngài đó, những điều được gọi là cải tổ kia, nó trở thành những xung khắc trong đời sống của các chị em. Tuy nhiên sau này, với những gọi là quyển, nó giống như một quyển tự thuật hay là quyển linh đạo, thì Thánh nữ Teresa Avila cho chúng ta thấy một điểm rất quan trọng là chúng ta không phải là những người có thể được ơn cứu độ của Thiên Chúa, mà chúng ta chỉ là những khí cụ của Ngài, giống như Thánh Francisco Assisi chúng ta mừng kính hồi đầu tháng vừa rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không phải là Thiên Chúa, và hơn thế nữa, trong cách sống của chúng ta, đó cũng không phải là cách sống để có thể đạt được ơn cứu độ, mà chính ân sủng của Thiên Chúa. Và chính điều này giúp cho chúng ta nhận ra được rằng chúng ta dù là ai, ở địa vị nào, ở cấp bậc nào, chúng ta có tốt lành cỡ bao nhiêu đi chăng nữa, nếu không có ơn Chúa thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ có được ơn cứu độ đấy. Do đó, điều mà qua những việc thực hành trong đời sống đức tin, đặc biệt nơi đan viện là việc cầu nguyện và sống đời sống nhiệm nhặt, đó là cách thức để chúng ta nhận ra được Thiên Chúa, và đồng thời qua đó để chúng ta được Thiên Chúa ban ơn cứu độ. Và chính tư tưởng này đối với Thánh nữ Teresa Avila, nếu như Thánh Francisco Assisi trong Kinh Hòa Bình chúng ta vẫn đọc đó, là xin cho chúng con trở thành những sứ giả của tin mừng, đem bình an của Chúa đến cho mọi người, mọi nơi, thì đối với Thánh nữ Teresa Avila, cái tư tưởng cũng gần gần giống như thế, nhưng Ngài nói với một hình ảnh khác, chúng ta trở thành những máng xối để ơn cứu độ hay ơn sủng của Thiên Chúa qua chúng ta đến với những người khác. Mà cái máng xối ấy, nó phải là máng xối được gọi là xứng đáng để có thể đưa hay thông truyền ơn cứu độ của Thiên Chúa đến. Chúng ta không phải là người ban ơn cứu độ, mà chúng ta chỉ là trung gian để đưa ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho người khác. Và chính điều này cho chúng ta thấy đây là một tư tưởng khá là mới, và đồng thời cũng là rất gần gũi với đời sống đức tin của chúng ta. Giống như Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, đời sống của thánh nữ là đời sống con đường nhỏ bé, từ những việc nhỏ nhặt trong đời sống ấy, làm vì danh Chúa, vì đức ái, như lời Thánh Phaolô gửi cộng đoàn tín hữu Galat chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất. Đó là không phải cắt bì hay không cắt bì, không phải là cái điều đó là điều quyết định, mà phải bắt đầu từ đức ái vì Đức Kitô. Và chính điều này Thánh nữ Teresa Avila cho chúng ta thấy, nếu chúng ta là những máng xối để thông truyền ơn của Thiên Chúa đến cho người khác, thì cái máng xối ấy nó phải là cái máng xối xứng đáng, tức là phải làm nổi bật khuôn mặt của Thiên Chúa, sự yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thì như thế,
những điều mà Thiên Chúa đang qua trung gian của mỗi người chúng ta đem đến cho những anh chị em mình, điều đó nó mới thực sự hiệu quả. Như vậy, chính những điều mà Đức Giê-xu nói với người Pha-ri-siêu trong bài tin mừng cũng không nằm ngoài ý nghĩa này. Nếu chúng ta không nhìn vào tận sâu trong tâm hồn của mình, trong đời sống nội tâm ấy để làm cho nó sạch sẽ, thì cái bên ngoài nó cũng chỉ là thứ giả tạo vứt đi thôi. Và chính điều này cho chúng ta thấy nơi Thánh nữ Teresa Avila, chúng ta nhìn được hơn nếu chúng ta trở nên xứng đáng cả bên trong lẫn bên ngoài. Thì như thế, cái được gọi là máng xối hay là sự chung chuyển ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho anh chị em, nó mới đạt hiệu quả. Xin cho chúng ta ngày hôm nay, qua lời Chúa, đặc biệt trong lời của Thánh Phaolô gửi cộng đoàn tín hữu Galat, cũng nhấn mạnh đến đức ái trọn hảo, và nơi đó cũng chính là Đức Kitô, đấng là lòng thương xót và tình yêu trọn hảo của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thì qua đó chúng ta hãy biết dùng chính đức ái trọn hảo này để làm cho anh chị em có thể nhận biết được Thiên Chúa qua chính đời sống xứng đáng của mình, và cũng chính là con đường mà Thánh nữ Teresa Avila ngày hôm nay chúng ta mừng kính mời gọi chúng ta sống trong ơn gọi này. Và qua đó chúng ta sẽ không chỉ nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa cho bản thân mình, mà còn giúp cho những anh chị em khác cũng đạt được ơn cứu độ của Thiên Chúa qua sự nhận biết, yêu thương và tôn thờ Ngài trong đời sống đức tin của họ. Amen. Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, ước gì của lễ chúng con dâng được Chúa thương chấp nhận, như xưa Chúa đã vui lòng chấp nhận cuộc đời hoàn toàn dâng hiến của Thánh nữ Teresa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi các thanh, là những đấng đã tận hiến cho Chúa Kitô vì nước trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thanh thiện nguyên thủy và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chào đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ làm lành. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con được cùng với Thánh nữ Teresa ca ngợi lòng từ bi Chúa đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Amen.